Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Unistar US 70/2024. Cái mũ con tay giá rẻ tại Nam Á, mức giá chỉ bằng một chỉ vàng. Giá vàng trong thời gian gần đây đang ở mức loanh quanh khoảng từ 8,6 đến 8,8 triệu đồng chỉ. Với con số này, các anh em khó để tìm được một cái chiếc xe máy mới. Tuy nhiên gần đây chúng tôi tìm thấy cái mẫu xe US 70/2024 của hãng là Unistar tại thị trường Pakistan, có đáp ứng được cái nhu cầu mua xe chỉ trong một chỉ vàng. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Trước hết chúng ta cần biết Unistar là hãng xe có quy mô như thế nào tại thị trường Pakistan. Theo nhiều thông tin chúng tôi tìm hiểu được biết, Unistar là một hãng xe nổi tiếng với những cái chiếc xe máy chất lượng cao cấp và bắt mắt tại thị trường Pakistan. Hãng xe hợp tác với hãng Honda trong việc sản xuất các dòng xe máy rẻ cho người tiêu dùng tại đây. Về mặt thiết kế, Unistar US 70/2024 sở cho mình cái kiểu dáng cổ điển và nhỏ gọn. Xe được trang bị cho mình hệ thống cái đèn pha full halogen, đồng hồ anh lốc truyền thống, cái phần đèn xi nhan trước và sau càng rời, mang đến một cái dáng vẻ hoài cổ rất thích hợp cho những anh em đam mê phong cách classic. Và những gì chúng tôi tìm hiểu ở cái thể mới của cái mẫu là Unistar US 70/2024 có cái phần yên được thiết kế theo cái công lý học với cái phần tay nắm kim loại ở phía sau, hỗ trợ cho người dùng cũng như mang đến cái sự thoải mái và tiện lợi. Bên cạnh đó, bình xăng xe cũng được hãng làm lại, mang cho mình một cái diện mạo hiện đại hơn, một cái điểm nhấn trong cái thiết kế ở mặt tổng thể của chiếc xe này. Theo nhận xét cho biết, hệ thống cái đèn pha của Unistar US 70/2024 đã được tinh chỉnh, mang cho mình cái khả năng chiếu sáng tốt hơn. Hệ thống cái giảm sóc cũng được cải thiện với khả năng hấp thụ tối ưu, giúp xe dễ dàng vượt qua những cái cung đường gồ ghề mà người dùng cảm thấy là êm ái. Về mặt sức mạnh, xe trang bị cho mình động cơ 4 thì dung tích chỉ có 70cc, cùng mức tiêu hao nhiên liệu từ nhận xét cho biết rơi vào khoảng là 107 km trong lít xăng. Theo thông tin thì cái dòng là US 70/2024 được mở bán với mức trên ít chỉ khoảng là 8,8 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ hiếm thấy trên thị trường và có lẽ là hàng rẻ nhất khi chúng ta tìm ra một cái chiếc xe con tay mới. Chứ mức giá này thậm chí chỉ ngang ngửa của một dây chỉ vàng mà thôi. Với mức giá rẻ như vậy, không biết anh em cái mẫu Lexus có sẵn sàng xuống tiền để chạy bi bu đi cà phê phố phường hay không? Hãy chia sẻ cái phần comment bên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy kia tiếp nhớ like, share, subscribe.